Ê, mình là Phụng. Nobita, Nobita. Thì hôm nay mình sẽ giải mã những sự thật mà có thể các bạn chưa biết về ACN, người mà các bạn luôn tôn thờ là nữ thần tự do, sứ giả chân lý, thiên thần sa ngã. Phụng, Nobita. Một YouTuber nếu nói về level rác thì cậu ấy đã ở trên đỉnh rồi. Khi cậu ấy ngó lên thì sẽ không thấy ai. Một YouTuber luôn đề cập tới những YouTuber khác và nói những YouTuber khác là rác. Nhưng trong khi đó, search YouTuber rác thì cậu ấy đã chẽm chệ trên cái ngai vàng. Sở thích khá là dị. Thì hôm nay mình sẽ người không cần lao động thì vẫn có thể tồn tại khi luôn ăn đống cứt của mình, 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 luôn ăn đống cứt của mình. Và vòng tuần hoàn vẫn cứ mãi là như vậy là Phụng, Nobita. Và vẫn chưa thể thoát ra được. Thì hôm nay mình sẽ uống nước đái của mình nữa rồi. Kẻ bị tổn thương lại muốn tổn thương người khác.